Trong trận đấu khai xuân giáp thìn 2024, câu lạc bộ sông Lam Nghệ An sẽ được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón đối thủ Quy Nhơn Bình Định. Trận đấu này diễn ra lúc 18 giờ hôm nay 18 tháng 2 năm 2024 tức mùng 9 Tết giáp thìn trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2023-2024. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu khó khăn đối với đội bóng sư nghệ, ngay cả khi họ được thi đấu trên sân vinh. Bởi lẽ so sánh về lực lượng thì vào lúc này sông Lam Nghệ An rõ ràng đang bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Sau mùa bóng 2023 sông lam nghệ an đã nói lời chia tay nhiều trụ cột đáng chú ý nhất là trường hợp của trung vệ quế ngọc hải và trước ngày v league trở lại đội bóng này tiếp tục chia tay hai cầu thủ nguyễn trọng hoàng và bùi đình châu để khỏa lấp vị trí của những cầu thủ đã rời đi huấn luyện viên phan như thuật tiếp tục đôn các cầu thủ trẻ lên đội một với những cái tên đầy hứa hẹn như mai hoàng long vũ tiến thắng và trọng sơn dù vậy việc còn rất ít chân sút giàu kinh nghiệm trong đội hình được coi điểm yếu khiến đội bóng chủ sân vinh khó có thể cạnh tranh với các đối thủ tốt trên ở đấu trường v league không chỉ thua kém về lực lượng ở trận tới đội chủ nhà còn bất ngoại binh quan trọng là Aqua Rafael Success do án treo giò sau khi cầu thủ này đã nhận đủ 3 tấm thẻ vàng. Khó khăn chồng chất khó khăn, e là sẽ không dễ để đội bóng Sông Lam Nghệ An có thể đứng vững trước một Bình Định đang sở hữu đội hình giàu sức chiến đấu hơn. Trước vòng đấu này, Bình Định đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau 5 chiến thắng, một trận hòa và hai thất bại. Hiện tại họ chỉ kém đội nhì bảng là Bình Dương một điểm. Vì thế nếu giành chiến thắng ở trận tới, đội bóng đất võ chắc chắn sẽ vươn lên xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 9 bất chấp những xáo trộn về lực lượng cùng sự ra đi của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đức Thắng, câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định vẫn thi đấu khá ổn định khi bước vào giải đấu năm nay. Ở 6 trận gần nhất, đội bóng này chỉ phải nhận duy nhất một thất bại, trong khi đó đã có 5 trận giành trọn vẹn 3 điểm. Điều này có được chính nhờ phong độ xuất sắc của bộ đôi Erlen Alexander G và Leonardo Actu trên hàng tấn công với 10 bàn thắng, 6 kiến tạo trong tổng số 16 bàn mà đội bóng đất võ ghi được. Và với sự tự tin đang có, thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy hứa hẹn sẽ tạo nên một màn trình diễn tốt trong chuyến hành quân tới xứ nghệ sắp tới. Trong 5 lần chạm mặt nhau gần nhất tại V-League giữa hai câu lạc bộ, Bình Định đang tỏ ra áp đảo đối thủ với 3 chiến thắng cùng 2 trận hòa. Trong 3 chuyến làm khách gần nhất tới sân Vinh, Bình Định cũng không thua trước Sông Lam Nghệ An khi thắng 1, hòa 2. Đây là một tín hiệu rất lạc quan đối với đội khách trước chuyến thi đấu xa nhà lần này và nếu giữ vững phong độ, 3 điểm hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay họ. Tính từ đầu mùa giải tới đây, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang sở hữu chuỗi thành tích tương đối thiếu ổn định. Cứ sau mỗi chiến thắng, đội bóng xứ Nghệ lại phải nhận một kết quả hòa hoặc thất bại. Chính sự bất ổn này khiến cho sông Lam Nghệ An chỉ đang dậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng 6 league. Tuy nhiên, những thành tích kể trên đến từ việc họ chơi không tốt trên sân khách. Còn tại sân nhà, sông Lam Nghệ An vẫn đang có những kết quả khá tốt với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp. Ở phía đối diện, mặc dù không được đánh giá cao trước khi giải đấu khởi tranh, nhưng Bình Định đang có những màn trình diễn vượt ngoài sự kỳ vọng. Sau 8 vòng đấu đầu tiên, đội bóng này có được 5 chiến thắng, một trận hòa và hai thất bại. Thành tích ấn tượng này giúp cho Bình Định đang tạm đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và họ hoàn toàn có thể vươn lên hạng 2 nếu như có được 3 điểm ở trận đấu này. Xét về thành tích đối đầu, Bình Định đang nắm giữ đôi chút ưu thế. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sông Lam Nghệ An thắng 1 lần, có 2 trận hòa trong khi Bình Định thắng 2 lần.